Để góp phần cùng gia đình Dù xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như phát triển đô thị, những năm qua có một gia đình ủng hộ hàng trăm cây hoa ban Tây Bắc để trồng trên một số tuyến đường trục chính của xã với trị giá hàng trăm triệu đồng. Địa phương này cũng huy động được nhiều nguồn lực để hình thành nên những không gian xanh đáng sống cho người dân. Hầu như ngày nào ông Tất cũng đi qua hàng cây do gia đình mình hỗ trợ trồng xung quanh hồ nước trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Đình Dù, khu lưu niệm Bắc Hồ cùng tuyến đường từ chợ Đường Cái vào đến trung tâm xã. Qua nhiều lần ủng hộ, đến nay gia đình ông hỗ trợ trồng 150 cây hoa ban loại trưởng thành với trị giá ước tính trên 300 triệu đồng. Để hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tôi cũng đã huy động tất cả con cháu anh em trong gia đình bàn bạc để cố gắng là tìm mua một số giống cây, nhất là cây hoa ban, cũng là cái mới lạ để đưa về trồng khu vực này cho nó phù hợp với cảnh quan, gọi là đóng góp công sức nhỏ bé của mình để mà đảm bảo cho cái tiêu chí xanh sạch đẹp ở một cái vùng quê, nhất là đối với quê hương ở đây thì là cái nơi mà được Bác Hồ về thăm. Từ các nguồn lực khác, với sự chung tay tích cực của các đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Nông Dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng sự ủng hộ như của gia đình ông Tất, góp phần không nhỏ để xã Đình Dù tham gia cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu do tỉnh Hưng Yên phát động, đồng thời cũng góp phần để xã Đình Dù về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 là xã nông thôn mới kiểu mẫu thứ hai của huyện. Và trên hết, người dân nơi đây thực sự được hưởng thụ một chất lượng cuộc sống cao hơn do những không gian xanh mang lại. Cảnh ở đây thì đẹp rồi. Nó là mỹ quan, chúng tôi dân ở đây được hưởng thụ hơi vị nhất đấy. Chứ tôi đi nhiều nơi chưa đâu bằng đây. Mùa hoa thì nói chung là nở hoa rất đẹp. Được cái môi trường cây xanh rồi đường xá rồi mặt nước như này thì mình thấy là cái chất lượng cuộc sống nó rất là tốt cho mọi người. Ngoài những các cái đầu tư của nhà nước, nhiều người người ta còn có tâm huyết. Ví dụ như gia đình như ông Tất đấy, đầu tư coi như là trồng kín hết những cây xanh. Thậm chí ông còn bảo còn đất còn trồng chỗ nào nữa là ông đầu tư nữa. Không chỉ bảo tồn cây bàng, nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với nhân dân xã Vạn Xuân năm 1958, hiện nay, xã Đình Dù luôn thực hiện tốt công tác trồng cây nhân dân. Mỗi năm có từ 300 đến 500 cây xanh được trồng. Riêng trong năm 2023 là 380 cây và năm 2024 có kế hoạch trồng 360 cây. Thì trong những năm qua thì cũng đã xã hội hóa và cùng với nguồn lực của xã để trồng hàng cây trong 4 thôn. Qua đó thì cũng góp phần để đạt cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là đô thị. Loại 4 của xã Đình Dù. Tại xã Đình Dù hiện đã hình thành nhiều tuyến đường cây, hàng cây cũng như không gian xanh tại các khu di tích, trường học, công sở, doanh nghiệp đồng nhất trồng một loại cây cùng một kích cỡ, chiều cao. Em rất thích trồng nhiều cây xanh.